Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tân Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây Tân sẽ quay bài tròi ở Quảng Nam, mời các bạn đón xem. 15 vợ chồng mình thủ thủy ăn nằm mà với nhau. Nhớ hồi vô bà ốm bà đau nè, tôi lo thang thuốc cho bà mau chẳng. May trừ bà béo nước bà ngọt canh, bà quen đi cái nghĩa ba sinh thở nào. Quen tôi mới ra chẳng phải tính công lao, tôi nuôi bạn mặc ú nhổ bạn tròn nguyên kia kìa. Trời trẻ chi đó trời. May trừ bà bạc nghĩa bạc tình, tôi đây cũng ngậm đắng chịu đành mà vậy thôi. Gia tài chẳng có là bao, có cái gói dạ gạo của tôi. Bởi mà mai sau mà nếu có ra tòa, bà na cái gói thì tôi na cái trời. Bà gác tay nè, đêm về bà nằm nghỉ gác tay, gói bà nó lạnh lẽo, gói bà mới lạnh lẽo. Sang mượn dài, mượn dài của anh đó. Hoa hồng chút được không? Dạ không anh ơi. Dạ không được. Chứ một hai em nói rằng không, bởi em đây là gái có chồng với một con. Ủa em có chồng một con rồi hả? Dạ. Thằng trên mà nhìn nha, em thấy thấy nước non đầy đủ. Quỷ sứ nè. Nè, nói em nghe nè. Dạ. Thuốc ngon nửa điếu rằng ngon, bụi em là gái một con, anh trong người mòn. Chứ tụi em tuổi phận má hồng, anh đừng theo nữa. Ông chồng em ổng ghen. Thấy chồng em ghen. Ông nội nó tệ. Thấy đó, đó. Chồng ghen. Chồng ghen. Người ơi đừng giỡn gió đùa trăng. Thiệt mà. Chứ người ơi đừng giỡn gió đùa trăng. Em đâu phải hàng tam quăng, tam quăng đứng đàn ở bản mình ơi.